bộ đèn led viền nội thất cho xe ô tô mà cho anh em mà thích chơi hệ ánh sáng này anh nhá. Đây là mình đã lắp trên chiếc Kia Sportage này, và nó có rất nhiều cái chế độ để mình điều khiển, và cái này nó có thể điều khiển độc lập được từng cánh và từng cái vị trí một. Nó hay ở cái điểm đấy, có cả viền loa này, viền hốc tay nắm này, cốc để nước này. Và led viền nội thất thì không thể thiếu được, đó là cái phần hiệu ứng mà cảm biến theo âm thanh, cảm biến theo âm nhạc nhé. Khi mà anh em mở nhạc thì có ánh sáng theo, nó tùy theo bài nhạc thì nó sẽ chạy theo cái chế độ nhạc nhé các anh em nhé. Anh em nào mà mua đam mê chơi hệ ánh sáng thì anh em có thể qua Angla Thái Nguyên anh em nhá.